Thưa quý vị và các bạn, hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Thị Quỳnh Hân, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi không có điều kiện như các bạn, nhưng với nghị lực vượt khó, Quỳnh Hân luôn phát huy tinh thần tự học để nâng cao kiến thức. Nhờ đó, 12 năm liền, Quỳnh Hân luôn là học sinh xuất sắc, đặc biệt vượt lên hàng trăm thí sinh của cả nước. Quỳnh Hân đã đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua. Một gương sáng quanh ta kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô học trò giàu nghị lực này. Cận kề kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024, Nguyễn Thị Quỳnh Hân thường xuyên có mặt tại thư viện trường để tìm tài liệu học tập. Không chỉ lo cho kỳ thi, thư viện là nơi Quỳnh Hân thường xuyên lui tới để tự học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm, Hân tìm tòi học hỏi qua bạn bè, tài liệu thư viện trường và mạng Internet. Tố chất thông minh và siêng năng đã giúp Quỳnh Hân học giỏi đều tất cả các môn học. Đặc biệt, với niềm yêu thích thơ, Quỳnh Hân đã dành nhiều thời gian để rèn luyện, trau dồi kiến thức môn ngữ văn. Em sinh ra trong một gia đình làm nông với kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ em không bao giờ lấy đó để làm áp lực, cản bước em trong con đường học tập, mà luôn tạo rất là nhiều điều kiện, luôn hỗ trợ khuyến khích em học tập. Và em lấy đó làm động lực để cho bản thân em luôn cố gắng phấn đấu hơn để đền đáp công ơn của cha mẹ. Bản thân tôi nhận thấy rằng ở em có một sự nỗ lực rất là lớn, ham học hỏi, và đặc biệt đó là em rất ham đọc sách. Em cũng tìm tòi, say mê, nghiên cứu, và đặc biệt đó là ở trong em có một cái sự say mê, có một cái sự cẩn thận, và em luôn luôn có những mơ ước, có những cái khao khát cháy bỏng. Và cũng chính tất cả những cái điều đó đã giúp em hoàn thành được cái ước mơ của mình, đó là đến với môn văn, yêu môn văn. Gia đình Quỳnh Hân ở thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Ba mẹ em hằng ngày ngoài chăm sóc vườn nho, chăn nuôi rể, còn chịu khó làm thuê, làm mướn, nuôi hai chị em Hân ăn học. Thường ba mẹ vất vả tảo tần, Hân và chị gái luôn cố gắng học tập tốt. Chị gái Hân vừa tốt nghiệp trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Nơi gương chị, Hân cũng chuyên tâm học tập. Thời gian ở nhà, em chăm chỉ phụ giúp ba mẹ công việc nhà. Gia đình cũng rất là tạo điều kiện cho cháu nó học vậy. Anh thấy cháu nó cũng cố gắng, mà việc nhà cháu nó về nó cũng lo cho cha mẹ, cũng là giúp cha mẹ làm việc này việc nọ. Nó rất là nó có hiếu. Nó trong lúc mẹ cũng khó khăn, con nó cũng động viên mẹ hãy cố gắng lên mẹ vậy đó. Nên mình cũng rất là hài lòng về con mình. Với thành tích đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Quỳnh Hân được xét tuyển thẳng vào đại học. Em lựa chọn theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không theo học ngành ngữ văn hay các ngành thuộc khối xã hội, nhưng Quỳnh Hân cho biết vẫn tiếp tục trau dồi khả năng của mình, bởi theo em, khả năng tư duy ngôn ngữ tốt sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong cuộc sống và công việc sau này. Thì mục tiêu lớn nhất của em là thi đại học với điểm số tốt nhất. Ngoài ra thì em mong muốn là bản thân không có ngủ quên trên chiến thắng và luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn trong tương lai để tạo ra được nhiều thành tựu lớn hơn. Em rất là nỗ lực trong học tập. Và có lần thì em đã tâm sự là ba mẹ em là làm nông, phải thức khuya dậy sớm rất là vất vả. Em muốn học thật giỏi để giúp đỡ ba mẹ và thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Và chính vì nghị lực đó cho nên là trong cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi thì em đã đạt giải nhì môn văn. Và em là một cái tấm gương sáng để cho các bạn học tập và noi theo. Chăm ngoan, học giỏi, Nguyễn Thị Quỳnh Hân luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Tin tưởng rằng ý chí và nghị lực sẽ giúp em vững bước để thực hiện được ước mơ của mình.